Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay rãnh mây dông đã bị đẩy xuống nước ta, kết hợp thêm với một vùng xoáy thấp mới được hình thành ngay trên khu vực phía Đông Bắc Bộ. Vì thế trong ngày hôm nay, mưa dông sẽ có xu hướng lan ra toàn khu vực Bắc Bộ với cường độ mưa đạt cấp mưa vừa, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc là sẽ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đợt mưa lần này sẽ kéo dài từ ngày hôm nay cho đến hết đêm 19 tháng 6 và thời điểm có mưa mạnh nhất sẽ tập trung trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 với tổng lượng mưa cho cả đợt ước tính ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 200 cho đến 300mm. Riêng ở khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi lên tới 300 cho đến 350mm. Còn tại khu vực Trung Du thì phổ biến mưa từ 100 cho đến 200mm, có nơi trên 200mm. Còn với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, thì lượng mưa thấp hơn, phổ biến chỉ khoảng từ 50 cho đến 100mm. Mưa lớn còn kèm theo cả các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, cho nên quý vị cần chú ý đề phòng. Bên cạnh đó, bà con ở các khu vực vùng núi phía Bắc cũng cần phải đề phòng khả năng xuất hiện lũ, lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ hoặc là sườn đồi dốc đứng. Do có mưa xuất hiện lại kết hợp với độ ẩm trong ngày cao khiến cho nền nhiệt độ trưa chiều nay chỉ duy trì ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Về đêm và sáng tiết trời sẽ chuyển mát mẻ. Trong khi đó ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Thuận vẫn phổ biến trạng thái ít mưa, ban ngày trời nắng. Tình trạng nắng nóng còn tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên với mức nhiệt là từ 35 cho đến 37 độ. Các tỉnh còn lại tại phía Nam như là Ninh Thuận hay là Bình Thuận phổ biến ở mức dưới 34 độ. Từ chiều tối nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện mưa rào và dông rải rác khiến cho tình trạng nắng nóng sẽ tạm thời suy giảm. Mưa sẽ còn kéo dài đến ngày 18 và từ ngày 19 tháng 6 mưa mới giảm dần. Đến với các tỉnh thành phía Nam, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, mưa sẽ xuất hiện ít hơn, chỉ xảy ra cục bộ vài nơi vào lúc chiều tối. Còn ban ngày trời nắng với cường độ vừa phải, nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 30 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ tại Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, từ ngày hôm nay, do sự hoạt động mạnh của rãnh mây dông, thời tiết tại khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ sẽ chuyển xấu, mưa rào và dông sẽ gia tăng nhiều hơn, khiến cho tầm nhìn xa duy trì ở mức thấp. Trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Vì thế, các phương tiện cần hết sức lưu ý khi hoạt động trên vùng biển này. Còn trên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, gió hoạt động ở mức cấp 5, có lúc lên tới cấp 6, tầm nhìn xa giảm xuống mức từ 4 đến 10 km trong mưa, tàu thuyền cần hết sức chú ý khi tầm nhìn bị hạn chế. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, từ đêm nay sang ngày mai 18 tháng 6, gió Tây Nam có xu hướng mạnh lên mức cấp 4, cấp 5, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới thật nhiều năng lượng và thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.